Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2021 và bây giờ thì cũng là 9 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn các bạn nhé. Thì hôm nay nhà mình về được con này là lô Samsung S8 này. Đấy, hôm nay nhà mình về được lô Samsung S8 giá rẻ. Đây, rất nhiều S8 nhé. Hôm nay nhà mình về được nhiều lắm các bạn. Đây. Mình sẽ giới thiệu và level luôn cho các bạn luôn đây. Đấy, rất nhiều giá rẻ cho các bạn luôn này. Từ máy đi, máy sâu, am ô cũng có hết đầy đủ nhá. Rất nhiều S8 luôn. Đấy. Mình sẽ bảo cái này gọi đây. Này, các bạn nhìn nhá. Đây là số liên hệ và đây địa chỉ cửa hàng mình các bạn nhá. Này. Rất nhiều S8 này. Đấy. Nhiều lắm. Thôi, mình sẽ bỏ đây thì mình sẽ giới thiệu review từng con một nhé. Không lúc nó nhầm lẫn hết nhé. Đây. Thì là con này thì là S8 thì mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn nhé. Con S8 này thì cầm cực kỳ là chắc tay. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá này. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá và gì nhỉ? Nói chung là không to quá và không nhỏ quá. Màn hình của nó là màn hình của nó tràn viền nhé. Màn hình con Samsung S8 này, màn hình cong này, tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, độ phân giải màn hình của nó 2K. Đấy, cấu hình con S8 này thì bên mình là tất cả mình nhá, đây là bản Hàn, hai sim hai sóng, máy trình hãng sách tay thôi. Đây gọi là máy trình hãng sách tay. Cấu hình là RAM 4GB. Đây. Cấu hình con Samsung S8 mình bên mình thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, bản Hàn hai sim. Đây, RAM 4, bộ nhớ 64GB, nói chung là bộ nhớ 64. Các bạn có thể là dùng cực kỳ tuyệt vời rồi. Giá bên mình thì chỉ từ hơn 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng quay về thôi. Máy đẹp thì là trên 3 triệu các bạn nhé. Đấy. Đây. Samsung S8 đây thì nhà mình còn lô còn chắc là còn lô cuối này thôi, tại vì cũng Covid. Thì hôm nay thì thông tin là ở dưới miền Bắc mình thì là gì nhỉ? Dịch Covid đang lan tràn ở Hải Dương ấy, cũng đang là rất là phức tạp luôn. Không biết là lan về nó cũng gần về khu mình rồi. Đấy, nó bùng một cái mà nó bùng kinh quá các bạn ạ. Ở ngoài Bắc mình thì Covid đang diễn biến rất là phức tạp các bạn nhá. Các bạn nên đi mua hàng online giúp mình nhá, tại vì các bạn ngồi ở nhà, shipper họ sẽ mang tận máy về cho các bạn luôn. Đấy. Chúc các bạn coi như là ở Hải Dương và dưới gì nhà Quảng Ninh là mong qua đại dịch sớm và được ăn Tết sớm nhá. Không bớ vẩn để mất ăn Tết đấy các bạn nhá. Đấy. Đây ạ, con S8 đầu tiên này thì là bản Hàn 2 SIM. Ngoại hình thì máy còn 90%. Máy cũ rồi thì lòi 99 thì nó hơi quá các bạn nhá, tại vì nó là máy cũ rồi. Nếu mà máy 99 chắc chỉ có thay vỏ hay là thay các kiểu thôi, mình máy 99 thôi. Thì máy cũ đã qua sử dụng rồi thì nó cũng không thể tránh được là phải đôi chỗ hay thế nào các bạn nhé. Đấy, các bạn đi mua máy cũ thì phải nói chung phải hiểu tâm lý đấy. Còn các bạn muốn không xước xác thì chỉ có mua máy mới các bạn nhé. Đấy, con Samsung S8 này thì con này thì là màn hình đẹp keng nhá, không ám ố gì, chỉ duy nhất một cái chấm như kiểu cái đầu kim thì các bạn nhé, bé tí đi thôi. Đấy, các bạn căng mắt để mới nhìn thấy các bạn nhé, bé tí như đầu kim. Đây ạ, con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 2.9 triệu nhá. Con này thì màn hình đẹp, không ám ố gì, bản Hàn 2 SIM, chỉ bị đốm chấm một tí như kiểu đầu kim này thôi. Đấy. Con này thì là 2.9 triệu nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá là 2.900.000 này. Đấy, 2.900.000 các bạn nhé. Đấy, Samsung S8 2.9 triệu nhá. Đây, 2.9 triệu các bạn nhá. Đấy, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, các bạn về chỉ phải xài thôi, lắp sim vào là xài thôi. Mình đã lên 2 sim hết cho các bạn rồi. Các bạn dùng một sim vào mạng, một sim nghe gọi cũng được nhá, hoặc là các bạn dùng một sim cũng ok các bạn nhá. Đấy, màn hình của nó 2K. Các bạn quay phim hay là chụp ảnh thì cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy. Những sản phẩm ở đời mới bây giờ không thể bằng được các bạn nhá. Đây, màn hình 2K các bạn quay hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, con đầu tiên này mình sẽ bán với giá là 2.900.000 cho các bạn nhá. Đấy. Đấy, và con thứ hai. Và con thứ hai là đây. Con thứ hai thì là con này thì là màn hình của nó chấm tí góc này thôi. Màn hình của nó thì hơi ám nhẹ thôi nhá. Hơi ám nhẹ và bị chấm tí góc chỗ này thôi, bé tí thì đi thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 2.500.000. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Ngoại hình thì máy còn 90% các bạn nhé. 2.500.000 nhé. Đấy, con này thì chấm tí ở dưới thôi các bạn nhá. Đấy, thì dưới màn hơi ám nhẹ thôi. Con này thì mình sẽ bán bạn giá 2.500.000. Thì mức giá mà hơn 2 triệu đồng các bạn mua, cân nhắc để mua S8 các bạn dùng nhé. Cực kỳ là sướng. Tại vì ngày xưa nó là siêu phẩm là mười mấy 20 triệu các bạn nhé. Các bạn dùng cực kỳ, con này cực kỳ là sướng. Từ cấu hình RAM chip con này rất là ok các bạn nhé. Đấy.
các bạn mua S8 các bạn, thứ nhất là cái loa nghe gọi là các bạn, nói thật với các bạn quá là sướng, quá tuyệt vời luôn. Các bạn nghe nhạc cũng rất là phê các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đấy, con này thì là 2.500.000 nhé. Đấy. Và con này con thứ 3. Con thứ 3. Đấy. Con thứ 3 thì là đây, con này thì màn hình của nó thì hơi bị tí. Đây là mờ nhé. Hơi bị mờ một tí chỗ này, góc này thôi. Các bạn nhìn kỹ cho mày thấy. Màn hình của con này thì hơi ảm nhẹ một chút. Đấy. Đây còn màn hình con này thì là hơi ảm nhẹ một chút. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.500.000 nhé. Đây mờ một tí đi thôi. Con này thì hơi ảm nhẹ này. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 2.500.000 nhé. Đấy. Mình sẽ xả giá cực kỳ lợi chết cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhận hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, đây số mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Ở xa thì các bạn cọc cho mình trước 100 thôi, xong nhận hàng thanh toán thôi, rất là đơn giản thôi. Địa chỉ nhà mình đây là số nhà 72, phố Ba Thái, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội. Các bạn cứ Google Map và sẽ qua trực tiếp cửa hàng nhà mình luôn. Đấy, số liên hệ nhà mình đây thì các bạn có thể là gọi trực tiếp qua mình số điện thoại này. Đấy. Đây, 0966217789 đấy nhá, số này số 1 nhá. Và 0833221789 đây ạ. Đấy, nhà mình hai số ra làm việc mới bắt đầu 7 giờ sáng. Và đến là gì nhỉ, 10 giờ tối, và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần và bảo hành 6 tháng nên bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, 2 triệu con này là 2 triệu gì nhỉ? 2.500.000 nhé. Con này thì chấm mờ một tí, màn hình hơi ám nhẹ thôi. 2.500.000 các bạn mua những sản phẩm S8 dùng cực kỳ là thích các bạn nhé. Đây là con này, con tiếp theo. Đấy, con này thì tiếp theo, con này thì là màn hình đây. Con này thôi để lần sau mình sẽ bán đấy. Con này để lâu sau nhé. Con này để lâu sau mình sẽ bán cho các bạn. Đây, và tiếp theo con này. Con này, hai con này thì là màn hình đẹp keng nhé. Đấy. Hai con này thì là màn hình đẹp keng, không ả mố hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy. Hai con này thì màn hình đẹp keng nhé, không ả mố hay không lưu ảnh hay không đốm gì. Đây ạ. Bọn này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 3.500.000 nhé. Hai con này thì mình sẽ xả bạn giá là 3.500.000. Đấy. Tùy các bạn thích đốm ám hay là thích đẹp thì cũng có đẹp nhé. 3.500.000 các bạn nhé. S8 này các bạn nhé. Rất là rẻ. Năm 2020 thì các bạn mua điện thoại cũ rất là rẻ các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo con này nữa. Con này nữa thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.700.000 nhé. Con này thì màn hình đẹp căng nhé. Đây đẹp căng, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Đây chỉ bị chấm một tí dưới này thôi. Đấy. Mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.700.000 nhé. Đây là mình, đây là khay sim các bạn nhé. Bản Hàn, hai sim hai sóng. Máy cũng gọi là cũng đẹp leng keng xả beng luôn. Đấy, 2 triệu con này là 700.000 các bạn nhé. Đấy, rất nhiều mức giá cho bạn lựa chọn nhé. Đây, con này thì màu mận chín này. Màu mận chín thì là 2.600.000 này. Màu mận chín thì nhà mình còn mỗi một chiếc này các bạn nhé. Con này 2.700.000 này. Nhiều lắm. Đây. Đây. Đây, con này thì màn hình cũng đẹp căng nhá. Không ám màu hay không lưu ảnh gì, chỉ bị chấm tí tí chỗ này thôi. Mới hơi vừa mất vết mờ chỗ này các bạn nhá. Đấy. Con này thì mình cũng sẽ bán các bạn giá là 2.700.000 nhá, rất là rẻ nhá. Đấy. Các bạn mua sản phẩm S8 thì mình sẽ nghe nhạc cho bạn luôn này. Đấy, các bạn xem nghe nhạc cực kỳ là phê luôn. Xong nên không ra cái nhọc vàng đây. Đây, nghe S8 nghe nhạc cổng tai si rất là thích nhá. Đấy, nói chung là các bạn nghe nhạc Samsung S8 này, cái loa rất là chắc nhá. Đấy, loa rất là chắc, con này thì là 2.700.000 nhá. Đấy, rất nhiều mức giá xem lựa chọn nhá. Đây, một chấm góc này, 2.700.000 các bạn nhá. Đấy, rất nhiều các bạn lựa chọn các bạn nhá. Và con cuối cùng là con đây, màu mận chín này. Đây. Màu mận chín thì con này thì bị chấm tí chỗ này thôi. Đây, chấm một tí góc này thôi, màn đẹp sáng căng. Con này thì là màn căng nhá, không ám màu ấy, không lưu ảnh gì, chấm tí đấy thôi. Con này thì mình cũng thanh lý bạn giá là 2.600.000. Đây. Con này thì mình sẽ xả bạn giá là 2.600.000 nhé. Đây. Màu mận chín rất là đẹp nhá. Đây. Chấm tí chỗ này các bạn nhá. Nói chung là không thể ảnh hưởng gì các bạn. Đây, chấm tí chỗ này. Con này là 2.600.000 cho bạn nhá. Đấy.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Nhà mình có rất nhiều là mẫu sản phẩm thì cũng giá rẻ. Còn các bạn nào muốn chụp ảnh qua Zalo thì mình sẽ chụp trực tiếp cho các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và Note 8, Note 8 thì nhà mình còn một chiếc duy nhất nhá. Đây, có Note 8 này nhà mình còn một chiếc duy nhất màu xanh. Đấy. Đây. Đây, con này thì màn hình đẹp căng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Note 8 thì là màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, RAM con này là RAM 6GB này. RAM 6GB đấy. Con này là phiên bản là RAM 6GB. Đấy. RAM 6GB này, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là bản máy sách máy chính hãng sách tay các bạn nhé. Đây là máy chính hãng sách tay nhé. Đấy, bản Hàn 2C máy sóng luôn. Đấy, Note 8. Nói chung các bạn dùng Note 8 cực kỳ là sang và sướng đấy ạ. Ngoại hình thì máy còn độ 90/90%. Đấy. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Màn hình đẹp keng, không ám ố gì. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá, 4.500.000 các bạn nhá. Đây. Màn hình sáng đẹp luôn. Đây. Màn hình của nó là 2K, tràn viền 2K, rất là tuyệt vời. Mở khóa rất nhiều tính năng. Mở khóa thì có này, con này thì khó quá là khuôn mặt này, mống mắt và vân tay. Rất nhiều cái tính năng coi như là hot nhất hiện nay nhé. Đấy, khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Những đời mới bây giờ nó sẽ không mở một mắt đâu, nó sẽ mở một khuôn mặt. Đấy. Đấy. Rất ok luôn. Đấy. Màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Màn hình cực kỳ sắc nét luôn. Đây. Đây, so với những sản phẩm đời mới bây giờ nó không khác là bao nhiêu. Đấy. Không sắc khác bao nhiêu. Đây, những kẻ có những con này mà đời mới, các bạn nhìn cái màn hình nó không bao giờ nó đẹp bằng như vậy. Đây. Samsung nó cũng nào có một cái đẹp, rất là đẹp như các bạn nhé. Màn hình nó trắng sáng xanh hơn, màn hình này nó lại nghiêng nghiêng về vàng vàng. Màn hình của nó tuy là màn hình AMOLED thật nhưng mà rất là ấy này. Đấy. Tuy là đời đầu nhưng mà màn hình nó 2K nó khác hẳn luôn, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, 4.500.000 cho các bạn nhé. Nhà mình còn duy nhất một chiếc màu xanh các bạn nhé. Đấy, A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu xanh này. Ngoại hình cũng khá là ok. Đấy, 90/90%. Còn Samsung A8 2018 này thì là mình của nhà mình thì là bản Hàn nhé. Của nhà mình là bản Hàn, một SIM một sóng. Cấu hình là A8 2018 này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là của nhà mình thì màn hình đẹp keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Đây, màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Loa cực kỳ là sướng nhá. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED Full HD cộng, dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nhà mình thì còn một chiếc màu xanh này. Đấy. Nói chung là các bạn mua A8 2018 này dùng cũng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đây. Đây. Loa cũng căng và rất là sướng luôn. Đấy, RAM 4, nói chung là RAM 4, cái bọn RAM 4 ấy, bộ nhớ 32GB các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn, RAM 4 này. Đấy, bản Hàn một SIM. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu gì nhỉ? Con này thì mình còn một chiếc duy nhất thôi, mình sẽ xả bạn giá là 2.400.000 nhé. Đấy. Máy ngoại hình còn 90/90%. Các bạn mua sản phẩm Samsung A8 2018 này dùng cực kỳ là sướng nhé. 2.400.000 cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhà mình được sớm nhất nhé. Đấy, thì nhà mình đây chiếc cuối nhà mình rồi. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhé. Và các bạn thể đăng ký kênh YouTube và mỗi tối mình sẽ live stream bản điện thoại cũ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé. Nói chung là cũng gần Tết rồi thì các bạn là cố đi mua hàng online đi, thì vì ra đường bây giờ rất là nguy hiểm các bạn nhé. Xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.